Nam Mô A Di Đà Phật. Con đã bắt tổ chức nghe được không ạ? Dạ A Di Đà Phật, chúng con đã nghe rõ rồi ạ. A Di Đà Phật. Vâng, A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa tất cả chư vị các ba cư sĩ, kính thưa ban tổ chức cũng như tất cả các cụ, các ông, các bà, cô bác, kính thưa tất cả chư vị đồng tu, hôm nay con xin có câu hỏi đến thầy Thích Đạo Thịnh ạ. Thì con có nghe thấy rằng là thầy Diệu Âm Tịnh Hải có nói rằng tất cả những người là thành viên của ban hộ niệm thì đều được cái vé ưu tiên, vé vớt sẽ được hộ niệm khi chưa có đủ điều kiện nhận ca hộ niệm. Vậy con xin hỏi với thầy là những người đối tượng được thực sự được nhận cái vé vớt đó cụ thể là những đối tượng nào và như thế nào thì được là vé vớt đó, con xin thầy giải thích thật cụ thể cho chúng con ạ, để chúng con hiểu thấu để hành đúng pháp hộ niệm ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa với đại chúng, chúng ta tu hành ở dựa trên nhân quả, gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi. Cái điều này rất rõ ràng rồi. Đối với một thành viên ban hộ niệm, hàng ngày đi cộng tu, đi hộ niệm cho người, thì đa phần cái người mà đã ở trong đạo tràng, ở trong ban hộ niệm, hàng ngày đi cộng tu niệm Phật trợ duyên cho người, thì dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà xảy đến với người đấy, dù được nhận ca hay chưa nhận ca, thì đạo tràng đấy phải có trách nhiệm đến hộ niệm cho họ. Đây là cái nhân quả rõ ràng của họ rồi. Nó không có sai nhân quả, bởi vì rõ ràng hàng ngày họ phát tâm đi hộ niệm vì chúng sinh mà, giúp đỡ cho người mà. Thì đến lúc họ nằm xuống thì dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn phải giúp chứ, đúng không ạ? Chứ lúc đấy mà còn nhận ca nữa hay sao, mà hàng ngày họ đã là người trong ban hộ niệm, đã thành viên của ban hộ niệm. Mỗi lần đi chia sẻ nhận ca, mỗi lần đi hộ niệm, họ cũng được nghe những cái điều đấy rồi. Và bản thân họ cũng thực hiện rồi. Đấy. Thế còn cái người mà không chịu nghe lời ấy, không chịu thực hiện ấy, thì dẫu trong hoàn cảnh nào cũng bị mất phần vãng sinh. Có nghĩa là không được hộ niệm ấy. Bởi vì cái tâm họ không chân thật. Ví dụ như hàng ngày cũng tham gia vào ban hộ niệm, nhưng tham gia bằng cái tâm là, ví dụ như là giữ chỗ chẳng hạn, đi đến đấy chỉ là đăng ký vào ban hộ niệm thôi, chứ hoàn toàn không đi cộng tu, cũng không đi hộ niệm cho người. Mà ai nhắc đến thì sinh ra phiền não, không chịu lắng nghe, không chịu sửa đổi hành vi. Thì những người này dẫu cho có đến hộ niệm thì cũng không được gì mà. Bởi vì hàng ngày họ không có tu hành chân thật, họ cũng không phát tâm vì chúng sinh. Chứ còn tất cả những người mà tham gia vào ban hộ niệm với cái tâm chân thật, muốn sửa đổi, muốn tu hành và muốn giúp đỡ chúng sinh, chỉ cần với cái tâm lượng này thôi, thì Đạo Thịnh tin chắc Phật sẽ biết ạ. Bồ Tát Thiên Long hộ Pháp, Thiện Thần các ngài biết ạ. Chúng ta không dối được đâu. Ai tu hành chân thật, ai phát tâm vì chúng sinh chân thật, ai phát tâm vì huệ mạng của mình chân thật, Phật biết thừa. Phật đi, gọi là nói như các cụ ấy, Phật đi guốc trong bụng chúng ta rồi. Làm gì mà có chuyện dối lừa ở đây được. Cho nên cứ ai tu hành chân thật, dù là trong ban hộ niệm hay không trong ban hộ niệm cũng vậy, chỉ cần phát khởi tâm chân thật muốn vãng sinh, tha thiết muốn vãng sinh, tha thiết mong muốn được hộ niệm, thì tất cả những trường hợp này Phật Bồ Tát đều sẽ sắp xếp, sẽ chiếu cố đấy ạ. Chúng ta đi hộ niệm thực tế đã chứng kiến rất nhiều rồi. Có nhiều trường hợp mà họ tha thiết muốn vãng sinh, họ chân thật muốn vãng sinh, thì kể cả hôm nay được nhận ca, ngày mai họ vãng sinh mà họ vẫn vãng sinh mà, đúng không ạ? Đây đích thực là Phật Bồ Tát sắp xếp. Có những trường hợp được nhận ca rồi nhưng gia đình chướng nạn trùng trùng, con cháu thậm chí gia đình không ủng hộ, nhưng mà người bệnh quyết lòng, Phật Bồ Tát sắp xếp những nhân duyên thù thắng
Có thể là vào cái ngày lâm chung đấy, những cái người mà cản trở đi vắng hết, hoặc là có công việc gì đột xuất, họ không có chứng kiến cái buổi hộ niệm đấy. Bao giờ hộ niệm an toàn rồi thì họ mới trở về. Có thực tế rồi ạ. Cho nên đại chúng yên tâm, bác Trí Đức và ban hộ niệm ở dưới chùa Đống Cao cứ yên tâm. Chỉ cần quý vị chân thật muốn tu hành, chân thật phát tâm vì chúng sinh, chân thật mong muốn đời này mình ra khỏi sinh tử luân hồi, chân thật tu sửa cải đổi hành vi, và chân thật buông xuống được cái cõi thế gian này. Còn kể cả phát tâm vì chúng sinh nhưng mà chưa buông xuống cái cõi này thì chưa vãng sinh được đâu ạ. Nhá. Cho nên Phật Bồ Tát biết hết, các ngài sẽ sắp xếp cho chúng ta với điều kiện chúng ta chân thật tu hành, chân thật muốn đời này ra khỏi sinh tử luân hồi và chân thật phát tâm vì chúng sinh. Thế còn lại những trường hợp khác mà vì bất kỳ một lý do nào mà chưa chân thật thì chắc chắn những cái nhân duyên đến với chúng ta nó sẽ trở ngại. Trong đấy có cái nạn lớn nhất, nếu như chúng ta phát tâm giả dối ấy, thì cái chướng nạn lớn nhất của chúng ta là oán thân trái chủ, không vượt qua được đâu ạ. Bởi vì các ngài thông minh lắm, các ngài biết được tâm chúng ta chân thật thì các ngài mới tha thứ cho mình để mình vãng sinh tương lai quay trở lại cứu các ngài mà. Chứ còn nếu mà tâm chúng ta không chân thật thì các ngài đòi cho bằng chết thì thôi, đúng không? Nợ mạng thì phải đòi trả mạng thôi, hiểu không ạ? Cho nên cứ chân thật mà tu hành, cứ chân thật phát tâm vì chúng sinh đi, thì chắc chắn sẽ nhận được sự gia trì của Phật Bồ Tát Thiên Long Hộ Pháp. Các ngài sẽ sắp xếp hết cái nhân duyên cho chúng ta, dù ra đi trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng sẽ được gặp nhân duyên, được hộ niệm và được vãng sinh. A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin thành kính tri ân thầy ạ.